Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Tăng cường sức khỏe, nâng cao phong độ đàn ông. Nhãn là một loại quả có vị ngọt dịu, là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng ít ai biết rằng rượu long nhãn lại có nhiều tác dụng chữa bệnh như chữa mất ngủ do lo âu, hay quên, thiếu máu, hồi hộp và đặc biệt là giúp bồi bổ sinh lý cho nam giới. Video này chúng tôi xin chia sẻ với các bạn bí quyết để tăng cường sức khỏe, nâng cao phong độ cho phái mạnh. Vậy bí quyết đó là gì? Các bạn có thể tham khảo qua video sau đây. Nguyên liệu đầu tiên mà bạn cần lựa chọn đó chính là quả nhãn. Bạn có thể chuẩn bị nhiều hay ít tùy theo nhu cầu gia đình bạn sử dụng. Đối với nhãn thì bạn nên chọn những quả to, có màu vàng sậm, còn lớp bụi phấn trông hơi sần. Khi cầm thì cành nhãn vẫn còn đủ quả chắc chắn, không bị rụng là tốt nhất. Cách sơ chế như sau. Đầu tiên thì bạn rửa thật sạch nhãn và cắt bỏ phần cành đi. Tiếp đến các bạn bóc lớp vỏ bên ngoài của quả nhãn. Theo đông y, quả nhãn có công dụng chữa bệnh rất tốt. Trái nhãn có chứa nhiều khoáng chất, vitamin A, C, kali, phốt pho, magie và sắt. Ruột nhãn dùng làm vị thuốc chữa bệnh, tốt cho hệ thần kinh, tăng tuổi thọ, phòng dạ dày, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của nam giới. Để chắc chắn chọn được những loại nhãn ta ngon, bạn nên thử một trái trước khi mua. Khi bóc vỏ, cùi dày, mọng nước, hạt nhỏ, ăn cùi nhãn có vị thơm ngọt như đường phèn thì chắc chắn đó là nhãn tươi và không có hóa chất. Và phần nhãn đã được bóc vỏ là đây. Đối với phần nhãn này, bạn tiếp tục bỏ lớp hạt bên trong đi. Như vậy là chúng ta đã sơ chế xong phần nhãn. Bây giờ, bạn chỉ cần chuẩn bị một bình thủy tinh có nắp đậy. Bạn nên tráng qua bình thủy tinh với nước sôi rồi phơi khô. Tiếp đến thì bạn chỉ cần cho hết số nhãn đã sơ chế vào trong bình. Và cuối cùng, bạn đổ phần rượu trắng, có nghĩa là phần rượu gạo, tầm 35 đến 40 độ vào sao cho ngập số nhãn trong bình là được. Giờ thì bạn hãy đậy nắp lại và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Sau khoảng 2 tháng là có thể lấy rượu long nhãn tươi để ra sử dụng. Mỗi ngày đối với loại rượu này, bạn chỉ nên uống 2 lần, mỗi lần chỉ một chén nhỏ. Như vậy là mình đã chia sẻ xong bí quyết chữa yếu sinh lý, giúp tăng cường sức khỏe cho phái mạnh, đơn giản, rất nhanh chóng. Mình mong rằng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Hãy like, chia sẻ để nhiều người biết đến hơn nhé. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để cập nhật những video mới nhất về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!